Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận 104.575 lượt đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 tại 11 tỉnh thành. Ba đợt thi đầu tiên tổ chức trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024, phục vụ 50.742 lượt thi tổ chức tại 10 trên 11 tỉnh thành. Thống kê phổ điểm của các thí sinh dự thi ba đợt đầu tiên năm 2024 cụ thể như sau. Điểm cao nhất của kỳ thi là 129 trên 150 điểm, điểm thấp nhất là 17 trên 150 điểm. Theo thống kê ban đầu, mức điểm lớn hơn hoặc bằng 110 chiếm tỷ lệ gần 1%, mức điểm lớn hơn hoặc bằng 100 điểm chiếm 5,4%, mức điểm lớn hơn hoặc bằng 90 điểm khoảng 18,1%, mức điểm lớn hơn hoặc bằng 80 điểm có 41,8% và mức điểm lớn hơn hoặc bằng 75 điểm có khoảng 56,4%. Ba đợt thi còn lại của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào các ngày 11-12 tháng 5, 25-26 tháng 5 và mùng 1-2 tháng 6 năm 2024.